còn sống á, ông xã ban, ông xã là chú Mộc, cái ổng là tổng thống, với là tổng thống quân nhân, cái banh cái kêu tên nó là vậy á. Những ngày này, gia đình dì Kim, tên thật là Trần Lệ Kim, 60 tuổi, một gia đình người Hoa có 26 năm làm bánh bá trạng, đang tất bật chuẩn bị bánh trái cho dịp Tết Đoan Ngọ. Bánh bá trạng là món bánh mà tiệm An Ký của bà Lệ Kim chuẩn bị nhiều nhất cho dịp này. Công thức và cách làm bánh được gia đình duy trì suốt hàng chục năm qua. Điều thay đổi duy nhất có lẽ chính sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang che quá nửa khuôn mặt. 26 năm trước, dì Kim tập gói bánh bá trạng, món bánh truyền thống của người Hoa gốc Quảng Đông, cho chồng con ăn Tết Đoan Ngọ. Thấy bánh ngon, chú Mập, chồng dì Kim nảy ra ý tưởng gói bánh để bán. Làm chơi mà ăn thật, nhưng mấy bánh đầu tiên của hai vợ chồng bất ngờ được mọi người trong hẻm khen ngợi và đặt mua. Mua bánh lâu thành ra thân quen với vợ chồng bà chủ, nhiều khách hàng vô tính đặt tên bánh Tổng thống cho món bánh của tiệm dì Kim. Lò bánh bá trạng An Ký cũng ra đời từ ngày ấy. Ông thích cái thùng đi bán á, thùng màu đỏ á. Sao tới dì lấy cái vỏ thôi, ngày thường bán là sống qua ngày thôi, dì chỉ có một năm tháng năm mà có chút xíu môi á, rồi mùa thôi. Khách quen đó, ai dí làm trước cho ông ban, gia đình khó khăn nuôi bốn đứa con ăn học, à, bây giờ tụi nó trưởng thành là dí bán ít chút, rồi chú cũng mất hết bốn năm mấy rồi, ai cũng biết ổng hết á. Có thời điểm dịp Tết Đoan Ngọ như năm trước, tiệm bánh An Ký bán đến 600 kg bánh. Dì Kim nói năm nay kinh tế khó khăn, người mua thì ít mà người làm thì nhiều, bán chừng 300-400 kg là đã cảm thấy hạnh phúc. Bánh bá trạng là cách gọi theo tiếng Hoa, còn ở ngoài nhà, dì Kim để là bánh chưng, theo cách gọi của người Việt. Bánh bá trạng có khác về hình dáng so với bánh chưng ngày Tết âm lịch, nhưng hương vị thì khá tương đồng. Bánh được gói bằng lá trúc tàu, nhân bánh được làm cầu kỳ hơn với 7 nguyên liệu khác nhau: gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, trứng muối, nấm đông cô, đậu phộng, tôm khô. Nếu ăn sang, khách có thể đặt thêm bào ngư tùy ý, sau đó luộc kỹ trên bếp từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ, rồi phơi ráo nước. Gần 3 2, 4, 6, 7, 7 món. Má làm mà làm theo bánh yêu cầu, phải không? Người ta không thích ăn gì mình không bỏ đâu, mình phải ghi vô tấm giấy đàng hoàng. Dạ. Mấy cái giấy đó tùm lum tà lá. Gần 30 năm qua, cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ, nhà dì Kim lại nhộn nhịp như vậy. Cứ hai người một bàn, người xếp 7 lớp nhân đặt lên bàn cân cho chuẩn chỉnh, thì người còn lại lấy xuống đùm nốt phần lá lên trên, rồi chan dây lại gọn gàng. À nấy đều nhanh nhẹn, động tác thuần thục, nhìn bàn gói bánh đầy màu sắc vô cùng thịt mắt. Mấy chỗ này mùa này vô thôi, ngày thường có một bàn à, làm gói một tuần bán 200 mấy cái á, có người ta lấy giấy bỏ sỉ cho người ta. Ngày thường bán có 10 cái nếp, rồi hai ngày nay là cao điểm nè, nhiều khi 80 kg, 90 kg, 100 kg, có đó tới 9-10 giờ, 11 giờ luôn á. Cái này không có lượt lẹ, luộc 8 tiếng, nhưng mà bánh lớn nữa 1 kg nữa là 10 tiếng. Anh Phát, con trai thứ dì Kim phụ mẹ trong 4 nồi bánh đang sôi ung ung trước cửa nhà. Theo anh Phát, luộc bánh cũng phải có những kỹ thuật riêng thì vỏ bánh mới mềm thơm, nhân chín đều. Những năm trước, anh Phát còn phải thức đêm để luộc bánh vì số bánh được đặt lớn hơn nhiều lần. Giữa trưa thứ bảy trước Tết Đoan Ngọ năm nay, tiệm bánh hối hả chuẩn bị cho ra lò những mẻ bánh mới. Bà con đang ở nhà chống dịch, nôn nao ngóng bánh bá trạng đón Tết Đoan Ngọ về.